Bây giờ chúng ta sang bài học số 10, tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội. Vậy thì thế nào là tích cực, thế nào là tự giác và làm thế nào để và tại sao chúng ta phải tham gia tích cực, tham gia tự giác trong hoạt động tập thể, trong hoạt động xã hội? Thì chúng ta sẽ lựa bước tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay, bài 10, tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội. Chúng ta sẽ cùng nhau phép chị đọc, các bạn sẽ có 5 phút để đọc bởi vì câu chuyện này nó khá dài. Chuyện đọc của Bê và ông bà, điều ước của Trương Quế Chi. Trương Quế Chi là học sinh lớp 6 phê tiếng Pháp của một trường trung học cơ sở của quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trở thành công an trò giỏi trong Bác Hồ là mong muốn của Trương Quế Chi ngay từ nhỏ. Trương Quế Chi đã cố gắng học tập, vì vậy từ lớp 1 đến lớp 5 em luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc bản Việt. Quế Chi suy nghĩ muốn trở thành nhà báo, cần phải giỏi văn, phải viết hay, viết nhanh, phải có xúc cảm với cuộc sống, với thiên nhiên đất nước. Thế là Quế Chi cùng các bạn cùng tập viết văn, làm thơ, viết về những điều suy nghĩ và quan sát thấy ở xung quanh. Quế Chi còn xây dựng học một tập dịch thơ về chuyện về biến Pháp và biến Việt. Một vài chuyện ngắn mang tên dịch giả Quế Chi đã xuất hiện trên báo Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, báo Học Trò như Mèo Đá Hoàn Mèo Vẫn Hoàn Mèo, Chuyện Ngu của Pháp. Ngoài ra, Quế Chi còn tận làm thơ bằng tiếng Pháp. Quế Chi vốn là cô bé thông minh, giọng ngữ và rất thích vẽ, nên lúc phải nhảy vô em có chân bổ vẽ. Tuy chưa qua một lớp học vẽ nào, nhưng tranh của Quế Chi rất có hồn. Em đã vẽ hàng trăm bức tranh và một trong số đó đã được phải ghi chương vàng của thi tranh của thiếu nhi búp bê và Ấn Độ. Đó là bức tranh mang tên Ngôi Nhà Của Em. Quế Chi chẳng những là học sinh giỏi bản viện mà còn là một học sinh gương mẫu trong hoạt động tập thể và tham gia các hoạt động xã hội. Quế Chi đã sáng lập ra nhóm những người nói tiếng Pháp trên về bộ trường với mong muốn cùng các bạn học tập về luyện nói tiếng Pháp, dịch tiếng Pháp, làm thơ và hát tiếng Pháp. Nhóm của Quế Chi là nòng cốt trong tốt ta hiếu nhi phủ đô hát bài Ước Mơ Của Em bằng tiếng Pháp để chào mừng hội nghị thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp tổ chức tại Hà Nội. Quế Chi còn tham gia câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ hài hước do trường tổ chức, tích cực tham gia các hoạt động của đội, các hoạt động sinh hoạt tập thể và các hoạt động ở cộng đồng dân cư, phụ đồng mạnh người khi cần thiết. Trong gia đình, Quế Chi còn là một cô gái đảm đam, hàng ngày đưa đón em đi học mẫu giáo, phụ đỡ mẹ cho công việc nội trợ. Quế Chi tâm sự, muốn trở thành công an trò giỏi thì cần cố gắng kiên trì, vừa khó, chinh phục thời gian học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Phải có một thời gian biểu hàng ngày, trong đó phải thành thời gian tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội. Như vậy chúng ta đã cùng nhau đọc xong câu chuyện này. Tại vì chúng ta thấy rằng là qua chuyện trên thì chúng ta thấy là Quế Chi là một học sinh giỏi toán toàn diện. Tại sao lại như vậy? Bởi vì từ lớp 1 đến lớp 5 thì em mua đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc đúng không? Và em đã và Quế Chi đã dịch chuyện từ tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Việt, sáng tác chuyện ngắn làm thơ bằng tiếng Pháp. Và Quế Chi tích cực tham gia các hoạt động do trường phát động, sáng tạo ra nhóm người như nói về phát triển của trường. Vậy thì tí nhóm này nó mầm cái gì? À, đó là mong các bạn học tập về luyện tiếng Pháp, vì tiếng Pháp làm thơ và hát tiếng Pháp cũng nào. Và đã tham gia vào động đội sinh hoạt tập thể. Ngoài ra Quế Chi còn tích cực tham gia các lạc bộ vì đây là thơ này, là bộ hài hước do trực tổ chức, tích cực tham gia vào động tập thể của hoạt động của đội, các sinh hoạt tập thể và các hoạt động ở cộng đồng dân cư, giúp đỡ mọi người khi cần thiết đúng nào. Thì qua câu chuyện này các bạn rút ra điều gì? Đó là bên cạnh việc học tập, chân trình học tập văn hóa, chúng ta cần phải tích cực tham gia vận động xã hội để giúp chúng ta hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Như nhiều người, người ta chỉ vì chăm chỉ học tập thôi, chứ không tích cực tham gia trong các hoạt động xã hội đúng không nào? Cho nên là cuối cùng nhân cách của mình gọi là chưa được hoàn thiện đúng không? Đám đúng không nào? Thì thế nào là tích cực, thế nào là tự giác? Là làm thế nào để tích cực và những yếu tố nào để có sự tích cực tự giác trong đợt thể hiện và trong đợt xã hội?
và nó có và tích cực và tác động và phi vận động xã hội nó sẽ có ý nghĩa như thế nào. Chúng ta cùng sang phần 2 nhỏ ở môn bài học. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về khái niệm hai khái niệm. Vậy thì thế nào là tích cực, thế nào là tự giác? À đúng rồi, tích cực đó chính là luôn luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập và việc và rèn luyện. Còn ngược lại với tích cực đó chính là tiêu cực, đúng không nào? Tiêu cực tức là luôn bằng suy nghĩ tối tăm, đúng không nào? Chúng ta thấy là người ba gái hãy suy tích cực em, tức là hãy suy nghĩ tốt đẹp lên, đúng không nào? Còn hãy đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, tức là đừng suy nghĩ xấu đi nữa, đúng không nào? Vậy thì thế nào là tự giác? Tự giác ở đây tức là chủ động làm việc, học tập, không cần ai nhắc nhở, giám sát, không rõ từ bên ngoài. Đến chương trình vương lớp 8, bài lao động tự giác và sáng tạo, tôi sẽ hỏi lại công thế nào tự giác đấy, cho nên đừng có quên, được chưa? Quên thì chết. Bài bông tôi dạy cuối cùng cũng bỏ đi, đúng không nào? Thế thì làm thế nào để có tính tích cực và tự giác? Đầu tiên là chúng ta phải có ước mơ chứ đã. Nếu chúng ta không có hy vọng ước mơ thì chúng ta không thể nào có sự tích cực tự giác được. Ví dụ như là tôi muốn ra đại học ngoại ngữ thì bây giờ tôi phải tích cực tự giác trong việc học tập môn tiếng Anh đã, đúng không nào? Thì tôi mới có thể vào đó được. Thứ hai là chúng ta phải có sự quyết tâm thực hiện kế hoạch đã định để học giỏi, đồng thời tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội, chưa nhỉ? Vậy thì với việc tích cực tham tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội có ý nghĩa như thế nào? Đầu tiên nó sẽ giúp cho các bạn mở rộng sự hiểu biết về bản mặt. Thứ hai là phải luyện được những kỹ năng cần thiết của bản thân. Thứ ba là góp phần xây dựng quan hệ tập thể và bản thân ái với mọi người xung quanh. Thứ tư là được mọi người tôn trọng quý mến. Và cuối cùng nó chỉ là góp phần làm cho xã hội văn minh và công bằng, đúng không nào? Vậy thì những cái biểu hiện nào nó thể hiện tính tích cực tự giác trong đợt tập thể và trong đợt xã hội thì này là ví dụ thôi. Thì trong đợt tập thể, vậy thì thế nào là hoạt động tập thể? Đây là tôi sẽ giải thích nghĩa về hoạt động tập thể và hoạt động xã hội. Hoạt động tập thể chính là những cái hoạt động chúng ta phải khảo biểu đầu tiên, nó là những hoạt động. Và đây do các tổ tập thể công đoàn chi đội lực trường tổ tổ chức. Vậy vì nội dung của cái hoạt động tập thể nó là nhằm mục đích gì? Đó là về hoạt động học tập, văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí và thể dục thể thao. Hoạt động xã hội sao? Chúng đều là những hoạt động nhưng nó ý có ý nghĩa chính trị xã hội, đúng không nào? Là do các tổ chức chính trị tổ chức. Và nội dung thì liên quan đến cái gì đây? Nó là các vấn đề và xã hội quan tâm và nó có ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội. Và vì đây ví dụ như các phong trào xây dựng bảo vệ tổ quốc này, phát triển kinh tế này, giữ gìn trật tự trị an này, cứu trợ đồng bào lũ lụt này, phòng chống ma túy này, bảo vệ môi trường này và các phong trào thi đua nước yêu nước vân vân, đúng không nào? Đấy chính là những biểu hiện về tính tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội, và cũng đã giúp các bạn giải thích được hai khái niệm, đó là hoạt động tập thể và hoạt động xã hội. Nhiều người ta không giải thích cái này nhưng tôi lại giải thích rất là kỹ, đúng không nào? Vì bài này học trong hai tiết nên là các bạn sẽ được tìm hiểu rất là kỹ về nội dung bài học, được chưa? Rồi, đấy chính là toàn bộ nội dung bài học. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần 3 nhỏ là bài tập. Về lý thuyết thì nó rất là ngắn nhưng bài tập thì nó lại nhiều, đúng không nào? Bài tập tự giác, đúng không nào? Bây giờ chúng ta phải nêu ví dụ rồi, đúng không nào? Vậy thì thế nào, hãy nêu ví dụ về mình tích cực trước xem nào. Này tôi cho là nấm sale. À tích cực, bây giờ chúng ta sẽ ví dụ như là vì đây tích cực là thế nào đây? À đúng rồi, nó là tham gia tỉnh phát biểu tỉnh xây dựng bài, đúng không nào? Đó chính là tích cực, đúng không nào? Tích cực tham gia tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài, đó chính là ví dụ về phần tích cực. Hoặc chúng ta đưa ra ý kiến của mình về một vấn đề nào đó cũng chính là điều của sự tích cực, đúng không? Và tự giác tức là sau khi ăn xong thì bạn ấy tự giác vào bán và bạn học bài, đúng không? Để hiểu sự tự giác. Hoặc là bạn ấy đi học, bạn ấy học soạn sách vở không cần phải đi bố mẹ phải nhắc, đúng không? Được chưa? Còn biểu hiện của việc trái tích cực đó là không phát biểu ý kiến xây dựng bài này, còn trầm không hạn tự phát giác tham gia vận động của lớp này, chế ngữ không đến sinh hoạt đội này, được chưa? Ở nhà chưa không đi tập chạy của lớp này, nó biểu hiện của sự tích cực. Có sự tự giác thì như thế nào đây? Tự giác tức là như thế nào đây?
rồi bạn tham gia văn nghệ hoạt động thể thao của tham gia ở đây tình tự do ở đây là lao động tự do nào và ví dụ như là mình làm việc tự do cần cù chăm chỉ không bị ai phải nhắc nhở nếu mà lao động thiếu tự do và sáng tạo thì làm sao đây à thì cuối cùng là bọn mình xấu hổ với biết quản làm sao nó lại không như mong muốn của mình được chưa nhở. Rồi bây giờ chúng ta phân thành ba nhóm bài tập đấy. Bây giờ chúng ta là bài tập A. Ở đây chúng ta có chỉ phải viết bài tập A và tập B mà thôi. Được chưa? Rồi. Hoặc là ví dụ cái tích cực đây một số ví dụ liên quan đến tích cực thì ví dụ như là mình xung phong mình xung phong lên bài để trả bài cũ đấy cũng là biểu hiện của sự tích cực rồi đúng không nào. Rồi bây giờ chúng ta bài tập trở lại tập tí hai đình vô ích vào ô trống tự ứng với các biểu hiện của tích cực tham gia hoạt động tập thể hoạt động xã hội bài này ngắn bài này cho dù học trong 2 tiết nhưng mà tôi dạy thì tôi dạy lướt thôi cũng không dạy nhanh. Tôi dạy nhanh đúng không nào? Bởi vì tôi dạy nhanh theo về phong cách về cấp 3. Cấp 3 người ta cũng chỉ dạy lướt rồi người ta họ không hỏi là em đã hiểu bài chưa? Họ không hỏi thế. Lướt. Thì bây giờ tôi vẫn học lớp 9 nhưng mà tôi vẫn chưa làm được. Rồi. Ý đầu tiên là tích cực tham gia động vệ sinh nơi công cộng. À đúng rồi. Ở đây là tích cực. Ở đây chúng ta thấy là bạn này tích cực trong cái hoạt động của tập thể. Đây là tập hoạt động của lớp cũng nặng cho nên điều này là được. Thứ hai đó là tham gia văn nghệ thể dục thể thao của trường. Điều này là tích cực tham gia hoạt động tập thể hoạt động xã hội. Đó chính là hoạt động tập thể. Vì cái phần giọng văn nghệ thể dục thể thao này là do nhà trường đề ra. Chứ không phải là do tổ chức chính trị đặt ra đâu. Cho nên đây là tích cực tham gia hoạt động tập thể. Ở đây cho người ta không yêu cầu là xác định đây là tích cực tham gia hoạt động nào nhưng tôi vẫn cho để các bạn có hiểu rõ. Tiếp theo đó là hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào bị thiên tai thì đây là một biểu hiện của hoạt động tích cực tham gia hoạt động xã hội. Bởi vì hoạt động xã hội ở đây là nói đến vấn đề gì vì đó là do các tổ chức chính trị đặt ra và đây nó nói đến những cái vấn đề bức thiết liên quan đến vấn đề của nhà nước đó chính là việc giải quyết việc cứu giúp những đồng bào bị thiên tai. Và đây là tích cực tham gia hoạt động xã hội. Tiếp theo là tham gia các câu bộ học tập cũng được bởi vì nó thể hiện sự tích cực đúng không? Là thành viên hội chữ thập đỏ là biểu hiện của sự tích cực tham gia hoạt động xã hội được chưa nhỉ? Và tham nhận trong phong trào hoan hỷ công cộng cũng vậy. Tham gia đội tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội thì đây là biểu hiện của tích cực tham gia hoạt động xã hội là nhằm tuyên truyền đúng không nào? Là do các tổ chức chính trị đặt ra và nói về những vấn đề quan trọng đúng không nào? Và đây cũng là một trong những vấn đề mà tổ chức chính trị đặt ra đó chính là phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Tiếp theo là tự giác tham gia vận động của lớp. Đây cũng là một hành vi thể hiện sự tích cực đúng không nào? Nhưng ở đây không phải tích cực tham gia động xã hội mà lại hoạt động tập thể. Bởi vì hoạt động của lớp này do lớp bề ra đúng không nào? Cho nên là cái điều này đúng. Tiếp theo là trời mưa không biến sinh hoạt đội. Trước đây là biểu hiện của sự thiếu tích cực đúng không nào? Dù trời mưa hay thế nào thì chúng ta vẫn phải đến đúng không nào? Trừ khi chúng ta bị bệnh nặng thôi đúng không nào? Bị ốm thôi, không đi được thì thôi. Tiếp theo là tham gia phụ trách phao nhi đồng. Điều này là đúng. Bởi vì nó thể hiện sự tích cực tham gia hoạt động xã hội tập thể đúng không nào? Hoạt động xã hội đúng không nào? Tiếp theo là ở nhà chơi, không đi tắm trại cùng lớp. Không, mọi biểu hiện của việc tích cực, thiếu tích cực, tham gia hoạt động tập thể. Đó là nhà lớp thì đã đề ra kế hoạch là đi tắm trại nhưng mà lại ở nhà chơi không đi tắm trại cùng lớp là biểu hiện của sự tích cực rồi, đúng không nào? Tiếp theo là đi thăm thầy giáo, cô giáo cũ với các bạn trong cùng lớp.
thì đây là hành vi của viên tích tích cực tham gia động vật hệ xã hội. Và việc là và việc đi thăm thầy vợ cũ, cô và cụ đã thể hiện một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, đó chính là truyền thống tôn sư trọng đạo. À, vậy thì truyền thống này nó là như thế nào, ý nghĩa của câu này như thế nào với chương trình Du học dân lớp 7? Các bạn sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về cái câu này ở bài học số 6 đấy chứ nhỉ. Và ở đây đi thăm thầy vào bố cô giáo cũ vừa thể hiện sự tôn trọng trọng đạo lại vừa thể hiện sự tích cực tham gia hoạt động tập thể, đúng không nào? Và ở đây đi thăm thầy giáo cũ và cô giáo cũ với các bạn phòng lớp, vậy nó thể hiện cái điều gì đây? À, nó thể hiện sự tham tích cực tham gia hoạt động tập thể đề ra, đúng không nào? Do các bạn cùng lớp đặt ra. Đấy chính là bài tập A. Bài tiếp theo nào, bài tập thì nó ít thôi nhưng mà vì bằng giải viết thì nó hơi nhiều. Tuấn rủ Phương đi phen đá bóng để cổ vũ cho đội của trường. Phương từ chối không đi vì muốn ngủ, Tuấn phải đi phụ các bạn khác. Thế thì để làm của Tuấn và từ chối của Phương, các bạn có những phép gì? Thực ra với mình hôm nay tôi đã gặp rất là nhiều người ta, rất là ví dụ như là Tuấn rủ, ví dụ như là vì đây à, ví dụ như là Hùng đi rủ đi rủ Minh chẳng hạn, đi rủ Minh đi đến trường chăm sóc cây của trường thì làm sao đấy? À thì Minh lại từ chối vì làm sao? À muốn ngủ hoặc là bất kỳ lý do nào đó. Thường người ta sẽ lấy cớ, nó mặc lấy cớ là bị ốm hoặc là bị gãy tay hay vân vân, phải là lười lắm, được chưa? Rồi thứ gia đình của mày vừa đang gặp rất nhiều rồi, không phải viêm hai bình viêm bình của mày rồi. Vậy thì chúng ta thấy việc là của Tuấn thì là người như thế nào? Đó là bộ ý thức về tấm tập thể đi cổ vũ cho bộ đóng của trường, nó thể hiện tinh thần đồng đội, tinh thần tập thể, và đó cũng chính là trách nhiệm của mọi người để động viên bộ đóng của trường giành chiến chiến thắng mẫu nào, giành cái thắng lợi vinh quang về mình mẫu nào. Còn việc Phương từ chối thì chứng tỏ Phương là vì đây à, người không có ý thức đấm tập thể và chỉ biết nghĩ đến về mình, và đây là việc làm báo chi sách mẫu nào, đã phê phán mẫu nào. Và tóm lại Tuấn ở đây thể hiện với sự trí công vô tư. Vậy thì trí công vô tư làm cái gì? Lên chương trình Vương Vương Công Dân 9 tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ về phần này. Chúng tôi sẽ giải thích khái quát hơn một chút liên quan đến vì trí công vô tư nó có nhiều nghĩa. Và trong đó một nghĩa hôm nay tôi giới thiệu đó chính là trí công vô tư, tức là vì lợi ích của tập thể, vì lợi ích tập thể, đúng nào? Tại sao tôi lại nói là vì lợi ích của tập thể? Nếu mà chúng ta thấy rằng Tuấn ở đây là vì đây à, trí công vô tư, tôi viết lại đây nha cho nó dễ nhìn. Thực ra thì bình thường chị tôi không xấu đến thế đâu, nhưng mà vì do cái này dùng ngón tay viết là nó khó lắm. Trí công vô tư thì nó do cái gì các bạn biết không nhỉ? Trí công vô tư thì nó do cái gì đây? À, trí công vô tư ở đây tức là vì lợi ích của tập thể. Ở đây tôi chỉ trình bày hai ý thôi, còn lên lớp 9 các bạn tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn của tập thể. Vì lợi ích của tập thể. Vì lợi ích của tập thể ở đây tức là không màng đến lợi ích của cá nhân. Cái này nó hơi không màng đến lợi ích cá nhân. Đấy chính là về trí công vô tư. Còn Phương thì gọi lại đúng nào? Nếu mà Tuấn thì có trí công vô tư, có cái này đúng nào? Còn Phương thì lại không có cái này trí công vô tư. Tức là về lợi ích cá nhân của mình lại đặt lên hàng đầu. Ở tóm lại về trí công vô tư tức là tôi sẽ giải thích mà nói kỹ hơn, đó là đặt lợi ích
tập thể lên hàng đầu, lên hàng đầu, lên trên lợi ích cá nhân của mình, lợi ích cá nhân, lợi ích cá nhân. Đã đạt lợi ích chung là lợi ích tập thể lên hàng đầu, lên trên lợi ích cá nhân. Bố mẹ phương mẹ vi phạm à, lại không đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, ngược lại mà ngược lại thì lại lại vì đây, đó là vì đây đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích tập thể nào, lợi ích cá nhân. Đợi lợi ích cá nhân. Trên lợi ích cá nhân lên hàng đầu và lên trên lợi ích và thể. Mình mới khóa có viết lại cho nó dễ. Viết một phút bài tập tình huống, nếu mà liên quan đến phía dưới trên tôi sẽ liên hệ luôn để các bạn khỏi phải bỡ ngỡ. Lên trên lợi ích tập thể, điều này là không có chi bằng vô từ. Điều này là không có chỉ bằng một từ, phải chưa nhỉ? Rồi, như vậy chúng ta đã phải viết xong bài tập B. Bài này nó hơi dài một chút nên là tôi mong các bạn thông cảm. Chúng ta xong bài tập tiếp theo. Bạn N cho rằng chỉ cần học thôi, không cần tham gia hoạt động của lớp trường tổ chức vì mất thời gian. Em có nhận xét gì về bạn N? A. Vô cảm. B. Không có trách nhiệm. C. Chưa tích cực và tự giác trong hoạt động tập thể. Và đây là người tích cực tham gia hoạt động tập thể. Nếu là người vô cảm thì không được. Ở trong bài học ngày hôm nay nó chủ đề nó tích cực tự giác tham gia trong động động tập thể và động xã hội, cho nên các đáp án như đáp A và B phải bị loại. Bây giờ chúng ta phần B, phần C và D. Nếu mà chúng ta nói là tích cực tham gia hoạt động tập thể thì bạn ấy sẽ ngập mọi sẽ cho ngập sẽ ý kiến của bạn ấy sẽ đi ngược lại, đó là bạn ấy sẽ vừa học dạy vừa tham gia hoạt động của lớp tổ trưởng trường tổ chức. Nhưng bạn này có nghĩ thế đâu, bạn ấy nghĩ chỉ cần học thôi đúng không nào, không cần tham gia hoạt động của lớp trường tổ chức làm gì cả vì mong mất thời gian. Như vậy và bạn N là người chưa tích cực và tự phát trong động tập thể, cho nên chúng ta chọn án C. Câu 10, bạn E và vợ ốm để phim vô giáo nghỉ lao động, vậy thì hành động đó của E nói lên điều gì? A. Vô trách nhiệm. B. Vô tâm. C. Ích kỷ. Và D. Không bị bắt tích cực tham gia động xã hội. Chúng ta hãy dựa vào chủ đề của bài học ngày này để chúng ta trả lời. Nếu mà chúng ta dựa vào, chúng ta sẽ là đáp án B. E là người không tự giác tích cực tham gia động tập thể và giả vờ ốm để phim nghỉ lao động được trốn tránh đúng không nào. Rồi bài tập tiếp. Next. Giờ vì gần Tết trong thôn, em phát động mọi người trong thôn quét dọn dẹp đường trong phần ra ngõ xóm tranh sự đẹp. Các hội trong thôn tích cực tham gia hưởng ứng. Chị bỏ là gia đình bà G và không tham gia vì em cho rằng mất thời gian. Nếu em là con của bà G, em sẽ khuyên bà G như thế nào? A. Vì mẹ tự quyết định. B. Khuyên mẹ không tham gia vì mất thời gian. C. Không quan tâm. Và D. Khuyên mẹ tham gia cùng với vọng của mọi người hoạt động chung. Thực ra là con ngựa, thực ra là đối với trẻ em. Trẻ em thì trong chương trình học thì các bạn sẽ được tìm hiểu về công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Thì trẻ em sẽ có 4 quyền sau. Quyền đầu tiên nó chính là quyền sống còn. Sống còn thì nó nói đến cái gì? Nó nói đến những cái quyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại, như được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khỏe, đúng không nhỉ? Cái này thì dạy bảo không bị
Đấy, cái này nó liên quan đấy, nhưng mà tí nữa mới đến phần liên quan cơ. Cái này không lại bảo là đề chết nào. Phóng pò này, cho nên đây nhá, phóng pò là một. Thứ hai đó chính là bảo vệ, nhóm quyền bảo vệ. Nhóm quyền bảo vệ nó nói về cái gì? Nó là bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử này. Cho nên là ở trong chương trình lớp 9 bạn sẽ được tìm hiểu về bài tuyên bố thế giới về quyền phóng pò và được phát triển bởi trẻ em. Ở trên chương trình lớp 9 bạn sẽ được tìm hiểu kỹ về nội dung này. Tiếp theo đó là bị bỏ rơi, bỏ rơi, bóc lột và xâm hại. Đấy chính là nhóm quyền bảo vệ. Vậy còn nhóm mấy cái nhóm, gồm hai nhóm nữa. Nhóm tiếp theo là phát triển. Phát triển nó nói về vấn đề gì? Đó là những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển của toàn diện. Đầu tiên là được đi học, học tức là được học tập, đi học. Thứ hai là được vui chơi giải trí. Thứ ba đó chính là tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Rồi, đấy chính là về nhóm quyền phát triển. Thế có nhóm quyền tham gia thì sao? Đấy, bây giờ nó liên quan này. Nhóm quyền tham gia, tham gia. Thế vì nó nói mà có những cái gì? Đầu tiên đó chính là quyền được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của chị em, như là bày tỏ ý kiến. Không ai có quyền bắt trẻ em không được bày tỏ, không có ai có quyền bày tỏ. Đấy, cho nên là bề mẹ bị quyết định là không đúng, bởi vì như thế này lại là thiếu. Bề mẹ bị quyết định chứng tỏ bạn này không biết bề mẹ quyền này rồi đúng nào, được bỏ phép bày tỏ ý kiến. Thứ hai đó chính là cái gì? Đó là nguyện vọng của bề ý kiến, là nguyện vọng của mình, xem mình thích cái gì, không thích cái gì đúng nào. Rồi, bên mẹ quyết định là sai, vì bởi vì trẻ em thì có quyền được bày tỏ ý kiến của mình, cho nên là ám a này là không được. Tiếp theo là khuyên mẹ không tham gia vì mất thời gian. Thì nếu mà không tham gia thì tức là gia đình G này tích thiếu tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội mất rồi đúng không nào? Cho nên là chúng ta không nên làm như vậy. Tiếp theo là không quan tâm, không được. Nó ảnh hưởng đến lợi ích của hôn xóm, nên là cái này không được. Cho nên chúng ta tốt nhất mình khuyên bố mẹ tham gia hoặc vay vọng mọi người về đội dưỡng chung. Phương phố 9. Mặc dù bạn P bị ốm nhưng bạn vẫn bến cổ vũ văn nghệ cho lớp. Theo bạn, bạn P là người như thế nào? A. Tuần phú chăm chỉ. B. Chuyên năng tuần phú. B. Có ý thức và D. C. Có ý thức và D. Tích cực tự phát trong hoạt động đội chung. Là bố chị ở đám đêm. Bởi vì chúng ta đang học nội dung bài nào thì nội dung câu trả lời nó sẽ thường phải như thế đúng không nào? Rồi, chúng ta sẽ bài tập tiếp theo. Từ từ đã. Bài này, vấn này nó trùng rồi, xin lỗi nhé. Chúng ta sẽ bài tập tiếp theo. Bài tập này thì nó... Bây giờ chúng ta sẽ mua một số bài tập tình huống, bài tập thực luận. Chuẩn bị trong ngày 20 tháng 11, liên đội thiếu niên trường trung học cơ sở Ba Đình chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để biểu diễn chúc mừng các thầy giáo, cô giáo. Lớp 6A được chọn được 5 bạn để tham gia vào đội văn nghệ chung một vạn trường. 4 bạn vui vẻ tham gia và vẫn rất nhiệt tình. Riêng chỉ có bạn Nhung thì từ chối không tham gia. Ai cũng biết Nhung hát rất hay, nhưng bạn ấy chỉ muốn hát tự do, không muốn tham gia vào đội văn nghệ vì vẫn mất thời gian nghỉ ngơi vui chơi của mình.
Và có rất nhiều bạn nghĩ như vậy đúng không nào? Nhiều người rất là không hay từ chối với công việc này. Vậy thì các bạn, biểu hiện của nhung là đúng hay là sai? À sai đúng nào? Bởi vì nó không phù hợp với yêu cầu trong trong tập thể lớp. Thì ha rất hay, nhưng lại từ chối tham gia vào lộ vắng và nghệ. Bởi yêu hữu tức tập thể, tức là chỉ biết cá nhân mình, tức là vị trí bông phiếu không có chỉ bông vô, vô tư. Chỉ bông vô tư lúc em muốn nói đến chưa? À rồi, muốn nói đến rồi. Được chưa ạ? Không có chỉ bông vô tư. Được chưa ạ? Rồi. Cho nên là nếu mà ai được bầu đi thì tốt nhất nên đi nhá, chứ đừng có như bạn Nhung này nhá. Được chưa ạ? Rồi. Ở bài tập tiếp theo. Bạn Linh học rất khá nhưng luôn trốn tránh cô tham gia các công việc làm vệ sinh trường lớp. Thứ mỗi lần nhà trường tổ chức họp vệ sinh trong bàn trường thì bạn ấy lại bị cách thì không phải tham gia. Nhiều bạn nói biểu hiện của bạn Linh như thế là không được, nhưng cũng có bạn lại nói tham gia vào phong trào bộ trưởng cũng không quan trọng. Vậy thì trong hai tí phần đó bạn đồng ý với ý kiến nào và vì sao? À, chúng ta nên đồng ý kiến với ý kiến phê phán biểu hiện của bạn Linh là không được, bởi vì tham gia vào các phong trào của trường lớp và chính là trách nhiệm của mỗi học sinh trong nhà trường. Vậy thì theo bạn, học sinh của Tượng Hải tham gia vào nội dung buổi trường không vì sao? À, chúng ta thấy rằng là ngoài việc học ra thì học sinh cần phải tham gia các hoạt động chung của trường. Bởi vì nếu mà tham gia thì nó sẽ giúp các bạn trở nên năng động hơn và vui vẻ và biết cống hiến hy sinh, biểu hiện hy sinh cho tập thể đúng nào? Rồi chúng ta vào bài cuối cùng. Phượng không những chỉ là một học sinh giỏi mà còn là một học sinh gương mẫu về tính tập thể. Phương tự nguyện giúp đỡ ba bạn cùng lớp từ học sinh kém năng học trước trở thành học sinh khá trong năm học này. Phượng còn là người sôi nổi, luôn đi đầu và phục vụ cho các bạn hoa hoạt động của đội thiếu nhi tiền phong, từ hoạt động văn nghệ thể dục thể thao đến các hoạt động vệ sinh là không với ma túy nơi học đường. Thế mà bố mẹ lại chê Phương sao vậy thế? Bởi vì mà tham gia vào các hoạt động thể động ấy trong mắt cái vấp của mình. Vậy thì tính tự giác tích cực của Phượng trong các hoạt động tập thể ở trường lớp có đáng được bạn bè trân trọng vì mình không? À có lúc nào rất đáng được người mẫu vào học tập. Nếu mà bạn Phượng mà nghe theo bởi vì bạn chê bạn bảo là tội vì tham gia hoạt động ấy trong mắt cái vấp của mình, nếu mà bạn ấy mà không tham gia thì bạn ấy có được ngưỡng mộ vào tập không? À không đúng nào. Vậy thì theo các bạn, vì sao cái tính được tự giác của Phượng trong các hoạt động tập thể ở trường lớp lại được đám bạn bè quý trọng và quý mến, trân trọng quý mến? À bởi vì việc tham gia đó đã khiến cho Phượng vừa học giỏi và vừa sôi nổi vừa năng động trong tập thể nào. Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung bài học số 10 và cũng như bài học số 9, đó chính là tích cực tham gia vào trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội. Về nhà các bạn nhớ học bài và chuẩn bị vượng trước cho tôi bài học ôn tập giữa học kỳ 1 để chúng ta có thể ôn tập hệ thống hóa kiến thức. Và các bạn từng ôn cho tôi các bài sau. Chúng ta từng ôn các bài 1, 2, 3, 4. Giảm bài 9 này nữa nhé. Bạn vẫn ôm kỹ bài 9. Và tôi hy vọng các bạn có thể qua bài học này các bạn sẽ rút ra được những cái công việc cho bản thân mình. Nếu trong quá trình xem video này các bạn có bất kỳ một câu hỏi nào đó thì đừng quên bình luận ở phía dưới để mình có thể giải đáp mọi câu hỏi của các bạn. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để nhận được các thông báo mới nhất. Đừng quên like, chia sẻ video này nếu thấy video này hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trong bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại chúng ta tiếp học tiếp theo. Chúc các bạn học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Tạm biệt.